Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của mình. Xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Và hôm nay mình xin chia sẻ về một người nhìn rất là thú vị, đó là ông thủ tướng Anh. Khi mà nhìn vào thì chắc có lẽ mọi người cũng ấn tượng với ông. Cái điều ấn tượng đầu tiên đó, nhìn ông là không phải đẹp trai hay là sang trọng hết, mà là cái đầu tóc của ông nó bù xù. Ông là một thủ tướng, lúc nào đi đâu mà cái đầu tóc của ông bù xù hết. Thì hôm nay lý do tại sao mà đầu tóc của ông bù xù, xin mọi người hãy xem tiếp cái lý do sau đây. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, là người đứng đầu chính phủ ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ông được bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Và tại sao chúng ta thường thấy ông với đầu tóc bù xù? Nhiều độc giả Việt Nam ngạc nhiên vì sao ông Boris Johnson có vẻ không bao giờ chải tóc. Nhưng tại Anh, từ lâu bộ tóc bù xù của ông được xem là lợi thế giúp ông có nhiều fan hâm mộ. Có hai giả thiết tại Anh. Một là nói rằng kiểu đầu xù này hoàn toàn tự nhiên, còn phía kia nói đây là trò diễn của ông. Ở góc độ một người em gái của ông Boris Johnson, bà Rachel, năm 2018 từng công khai nói kiểu tóc của anh trai là hoàn toàn do gen tự nhiên. Tôi không cười vì tóc của anh tôi, tóc của chúng tôi không chải thẳng được. Bà nói còn hai em trai khác cũng vậy, mà tất cả đều tóc dày dựng đứng, cả tôi cũng phải làm phẳng tóc của mình. Nhưng ở góc độ thứ hai, có những người nói kiểu đầu xù tóc rối là do ông Boris Johnson cố tình. Ông Boris Johnson trở nên nổi tiếng với dân Anh từ cuối thập niên 1990 nhờ xuất hiện trên show đố vui của BBC. Trong bài tháng 3 năm nay, nhận xét khi trên show đố vui này, tóc của ông Boris Johnson bay trong gió thật quyến rũ và lập dị, và là thứ mà ông sẽ tận dụng trong sự nghiệp chính trị. Và dù cố tình hay không, thì bộ tóc của ông Boris Johnson góp phần giúp ông có dáng vẻ bình dân, vô tư và được nhiều người hâm mộ. Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá một người như thế nào, mà hãy nhìn cách cư xử của người ta và cái tấm lòng của người ta đối xử với mình như thế nào. Đó, qua thủ tướng Anh nó nhìn bề ngoài cả ông cái đầu ông bù xù vậy, nhưng mà người ta làm thủ tướng. Rồi mình đã chia sẻ cái lý do mà ông thủ tướng Anh đầu tóc để bù xù, nhìn ông cũng rất phong trần và bình dị bình dân, rất là dễ gần. Ông đã biến cái khuyết điểm của ông thành ưu điểm, người ta cũng rất là thích. Là một thủ tướng sao mà để cái đầu bù xù nhìn rất là mắc cười. Rồi xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.